Chào mừng anh em đến với kênh video của mình nhé. Hôm nay tôi xin giới thiệu cùng anh em. Chiều nay anh em chúng tôi mang chài đi quăng cá về để làm bữa lẩu cuối năm đây anh em ạ. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Bây giờ mời anh em cùng xem chúng tôi đánh cá nhé. Ấy giờ, ấy giờ sâu hết anh nhỉ? Sâu lắm, ra chỗ này sâu nữa anh ạ. Ao như này có khi là cũng không có bùn mấy đâu nhá. Nhỉ? Nhìn nước cạn xuống dưới lòng luôn, Hà Nội đã lên đến gần được. Con này chọn em không được con nào đấy nhỉ? Con đánh đâu? Nó giúp đâu biết? Mẹ này không được rồi anh em ạ. Ao nhiều trà quá nên là đánh rất khó. Mong cho mẻ này sẽ được nhiều cá hơn này. Trời ạ, cái giá to thế này đến đâu có cá nữa. Ngày này cũng không được rồi anh em ạ. Đây phải đợi mẻ sau rồi. Mùa đông mùa ngủ này. Đây là một cái ao đào ở giữa vườn cam anh em nhé. Để lên nước tưới vườn. Mong cho anh bạn mình đánh mẻ này sẽ được cá nhiều hơn. Không biết có hay không đây. Lại không được rồi anh em ạ.
Đấy, phát này mới được nhiều đấy. Phát này được nhiều, rất nhiều luôn. Nghe chừng muốn bắt con cá về đấu lầu mà khó đấy anh em ạ. Ôi trời ơi, cá chả thấy đâu, toàn thấy cành rào thôi. Đây cá này cứt. Cá đâu? Kìa. Còn mày này nữa. Xem có được không? Đấy đi. Đấy cá này đi. Có rồi anh em ơi. Cá gì đây? Mè. Mè bắt đi. À, cá mè. Bắt đi, bắt đi ăn. Hả? Bắt ăn. Không ăn được cá mè đây. Chú này còn nhỏ quá. Nó chạy mất như đây này. Bắt cho bắt đi đã. Cặp cho phát. Nó chết đi à? Không đâu, anh hiểu làm sấy con cá to đùng ngồi. Cho vào. Quay đầu quay lại. Sao mà. Đâu cho vào cho nè. Vớt lên đây. Đây anh em ơi, đều chú cá mè đây. Nó vẫn nùng nhùng ở ngoài đây. Đấy, con cá chấm. Nhỏ quá. Ồ, được thêm chú cá chấm nữa. Bắt được thôi. Bắt được. Thấy cái con thả ra. Bắt được thì ăn. Dạ. Yeah. Cân thì không ăn đâu. Cá mè thì nó lâu rồi, cá chấm này mới. Anh chị gọi vứt cái que lên lại còn vứt ra cái phát. Tí lại con vào. Ôi cô chú cá chấm nhỏ quá anh em ạ. Nó hết cân rồi. Nhưng mà quăng ở vậy ấy, toàn rào ấy. Bây giờ không quăng được ở ngoài thì quăng ở vậy. Nên có gớt đó, đấy, cái gì gà đó. Con này lấu lẩu tốt. Ăn ngon đi. Nói chung lấu lẩu cũng tạm thôi. Đây được có hai chú, một chú chấm, một chú mè, lại một số châu phi anh em ơi nhé. Cắm mãi trong trong khe ấy. Good. Mẹ này không được rồi anh em ạ. Năm ngoái chữa lên con đứng một phát bốn con về luôn. Không được ăn. Ông nội này. Thứ này đi yên mưa nhiều. Mưa gì đâu, mưa có
cân thịt trâu, cân thịt bò. Đó anh em ơi, mẻ này có cá chấm rồi đây. Đây là trong trại cho đây đây dưới. Ở dưới. Đây trong đây. Không là mẻ này sẽ được. Đâu. Bắt đưa đi cái đi. Để cho nó im im đó. Rách mất. Rách một con rách ra rồi à? Con vẫn không thằng nào? Nhớ đây đi. Bắt đưa đi cái chân bắt đi. Không vàng phá ai. Thôi chúng tôi xin kết thúc video ở đây nhé. Chào tạm biệt anh em. Chúc anh em đón được năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. Đi vào đi.